À. Y như là một cái nhà luôn. À. Nó rộng quá ha. Rộng. Dạ. Trời ơi. Cả nhà mình xem nè. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ gà lang thang đang ở trên một cái vùng núi xa xôi, một cái nơi rừng rẫy của bà con. Hôm nay gà lang thang muốn chia sẻ với cả nhà thân thương một hoàn cảnh rất là khó khăn. Họ sống ngay chỗ chân núi luôn. Cả nhà mình cũng nhìn thấy nè, những cái ngôi nhà của họ có những cái cây bóng mát rất là đẹp luôn. Ở đây rất là thiên nhiên. Mời cả nhà thân thương cùng với gà tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào nha. Có một người đang đăm đăm cái gì ạ? À, một em gái. Anh chào em. Em ơi, em tên gì? Dạ em tên Do. Em bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 94. Sinh năm 94. Dạ. Em ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Ở từ nhỏ luôn rồi. Dạ. Em đang làm cái gì vậy? Em đang giả bột nấu canh. Giả bột nấu canh hả? Dạ. Cái món ăn này lạ dữ vậy em. Dạ món này ăn từ nhỏ rồi. Là mình giả cái bột đó rồi mình bỏ vô trong canh mình ăn. Dạ mình nấu với canh á. Rất là lạ luôn cả nhà. Cái bột này là bột gạo hay là bột gì em? Dạ bột gạo, mình ngâm xong rồi là mình để một nửa tiếng xong rồi mình giả. Mình giả xong rồi mình nấu canh. Em ơi, em ở đây em làm công việc gì để kiếm tiền? Dạ em đi chặt mía rồi em đi bắt trứng kiến. Rồi em chặt mía là một ngày được bao nhiêu bó? Dạ 100 bó hoặc là 70-80 bó. Ừ. Rồi em kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ 170. 170. Dạ. Là 100 bó. Dạ. Là một bó được 1.700. Dạ. Em đi xa không? Dạ ở dưới, túc ở dưới, ở xa. Chỗ nào người ta kêu thì mình đi. Rồi hết mùa mía là em đi bắt trứng kiến. Dạ. Bắt trứng kiến á, là em đi lên trên núi cao quá hả? Dạ, có khi bắt trên núi, có khi mình đi bắt ở dưới làng á. Ừ. Em có biết là cái trứng kiến người ta mua về để làm gì không? Dạ không. Không biết hả? Ừ. Cả nhà thân thương ơi, cả nhà xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang á, ngay cái chỗ cả nhà có ai mà ăn cái trứng kiến hay không? Gà lang thang thấy bà con ở đây á, là đi bắt trứng kiến rất là nhiều. Nhưng mà không biết là cái người mua, họ mua trứng kiến để làm gì. Có cô chú là chia sẻ với gà là mua về ăn. Có cô chú là chia sẻ nói là mua về để cho con chim á, nó ăn. Là công việc của em là đi chặt mía. Dạ. Rồi bắt trứng kiến. Dạ. Rồi có làm gì nữa khác không em? Dạ ai kêu đi làm thì mình đi. Còn người ta không kêu đi thì mình đi bắt trứng kiến. Rồi em lên đây á, em có trồng trọt chăn nuôi gì không? Dạ em có nuôi gà, xong rồi là nuôi bò. Nuôi bò? Dạ. Là nhà mình có mấy con bò? Nhà em thì em có một con bò mẹ, một con bò con. Gia đình của em á, có nhà dưới làng không? Dạ có, một nhà nhà nước cho. Cho em hay là cho mẹ? Dạ, em? Cho mẹ em. Ừ. Vậy là em ở chung với mẹ. Dạ. Anh thấy ở đây á, là gia đình của em rất là tuyệt vời. Tại vì khi mà anh bước đến á, anh thấy rất là sạch sẽ luôn em. Dạ. Tại sao mà em suy nghĩ là mình phải sống sạch sẽ như vậy? Dạ, thấy sạch sẽ nó sạch sẽ nhìn thấy nó tốt, nó mát. Ừ. Em có nghe câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm không? Dạ có, mẹ em thường nói vậy. Đúng rồi đó em. Khi mà anh đến với một hoàn cảnh nào đó, anh thấy bà con mình sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn. Cái đó người ngoài họ nhìn vô họ thấy á, họ đánh giá cái cuộc sống gia đình mình á, rất là siêng năng, rất là giỏi giang luôn. Thì anh thấy nhà em á, sạch từ trong ra tới ngoài luôn á. Là hôm nay là em đâm cái này để em nấu canh. Dạ. Em ăn. Dạ. Canh này bên em gọi là canh gì? Dạ, canh bột. Canh bột. Dạ. Cái món ăn lạ quá. Tí nữa cho anh ăn ké nữa được không? Dạ được. Em ơi. Dạ. Bao nhiêu lâu thì em mới đi chợ? Khoảng 2-3 ngày. 2-3 ngày? Dạ. Rồi em xuống chợ em mua cái gì? Dạ, mua cá khô. Có khi có tiền thì mình mua thịt. Xong rồi mình mua kem, mua cà, xong rồi mình mua đậu. Có khi mua úp xú. Mỗi lần mà em đi chợ thì em mua hết bao nhiêu tiền? Dạ, khoảng 5-60. 5-60? Dạ.
50-60 là mua mua thịt 20-30 á hả? Dạ, mua thịt 20 xong rồi mình mua kênh, mình mua bó cải xong mình nấu kênh. Hôm nay anh lên đây anh có một cái món quà nho nhỏ để tặng cho gia đình của em. Có bao giờ mà em mua cá về nấu để ăn bún không? Dạ chưa. Chưa bao giờ luôn? Chưa. Thì hôm nay anh hướng dẫn cho em nấu một bữa ăn là ăn cá với lại bún được không? Dạ, được. Em thích không? Dạ thích. Không biết cả nhà thân thương mình xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang có cô chú nào mà đã ăn cơm nấu canh, canh mà mình đâm gạo á cả nhà, mình đâm nhuyễn ra để mình nấu canh với lại rau rừng. Cái món này là em ăn được bao nhiêu năm rồi? Dạ, ăn từ nhỏ. Ăn từ nhỏ tới lớn luôn? Dạ. Em ơi, em lập gia đình chưa? Dạ rồi. Em có mấy cháu rồi? Dạ một. Một cháu? Dạ. Anh thấy tuổi của em mà có một bé là cũng hay lắm á. Tại vì hoàn cảnh khó khăn quá. Đúng rồi. Dạ, từ từ có. Anh thấy như tuổi của em á, có nhiều người họ có tới 4-5 bé luôn. Dạ. Nhưng mà em chỉ có một bé thôi. Dạ. Còn chồng của em làm công việc gì? Dạ, đi chặt mía. Chặt mía luôn? Dạ. Ai ai cũng khó khăn hết cả nhà. Ở đây là có cái nguồn nước không em? Dạ không. Ở đây nước sông nó chảy á, có xong rồi là mình đào xong rồi mình múc mấy cái nước cơm. Còn mình uống thì mình chở nước ở nhà. Chở dưới làng. Dạ. Em cho anh hỏi ở đây á, mình đào một cái giếng á, nước ở dưới giếng là nước mặn hay là nước ngọt? Dạ nước mặn. Nước mặn. Dạ. Là toàn bộ khu này là đều bị nhiễm mặn hả? Dạ. Toàn là nước mặn không à. Là mình trồng cây là nhờ vào nước trời. Dạ. Rồi tới mùa mưa thì em có trồng cái gì không? Mùa mưa thì cũng có mưa, có năm thì em trồng bắp với đậu sen. Em ơi, em lấy bột đó em nấu với lại cái gì? Dạ với cua. Với cua xong rồi với bông đu đủ xong rồi với cà. À, vậy là em bắt cua hả? Dạ. Cua em bắt hồi tối để bữa nay nó ăn. À, ngon quá ha. Dạ. Cua này là cua núi ha? Dạ, cua núi. Mình bắt ở dưới suối. Anh thấy á, là em có nuôi cái con gà trong đó luôn hả? Dạ. Nuôi con gà trong cái chỗ mà mình nấu ăn luôn? Dạ. Tại vì không có tiền làm chuồng nên là em nuôi ở đây luôn, nuôi ở bếp luôn. Rồi em nuôi con gà em có lấy trứng ăn không? Dạ có, nhiều khi mình không có tiền mua đồ ăn thì mình sẽ lấy 2-3 trứng mình chiên, có khi là mình luộc. Anh thấy nuôi con gà nó tiện quá em ha. Dạ. Em ơi, em cho anh hỏi là từ trước tới giờ luôn á, là em nuôi con gà. Dạ. Có khi nào mà con gà nó bị bệnh dịch bệnh không? Dạ bây giờ thì chưa thấy. Chưa thấy? Dạ chưa. Từ trước tới giờ là chưa có thấy? Dạ chưa. Rồi mình nuôi con gà ở đây nó có mạt không? Dạ không. Không có hả? Dạ không. Gà Lang Thang chia sẻ với cả nhà thân thương á, ở đây bà con nuôi thiên nhiên á, là mình thả nó đi ra rừng ra rẫy để cho nó ăn, là nó thiên nhiên á, là con gà nó không có bị bệnh, mà mình nuôi nhốt ở trong cái chuồng á, mình không có vệ sinh kỹ á, là nó đi phân ra là nó dễ bị bệnh lắm. Còn con gà của họ nuôi là cho nó ngủ trên cây không à? Dạ. Phải không em? Dạ, ngủ trên cây, tối là nó ngủ trên cây không à. Cả nhà mình thấy á, ngay cái chỗ mà em nấu ăn á, bếp núc á, thì thấy nó rất là gọn gàng, cái nào ra cái đó rất là sạch sẽ. Và nuôi có gà nè, rồi có trứng để ăn nữa, rất là tuyệt vời cả nhà. Cả nhà mình xem nè, cái con gà nó thấy mình nó không có sợ, nó để trứng bên trong đây một con nữa, nhưng mà nó đi ăn rồi. Đấy, nếu như mà mình đói á, mình không có cái gì ăn á, thì mình lấy trứng mình luộc ăn, hoặc là mình chiên ăn. Gà thấy không sợ luôn. Em ơi, thò cái tay vô con gà nó có sợ không? Dạ không. Không sợ luôn? Dạ không. Nó ở ven rồi. Em thò thử đi, nó có mổ em không? Đó, nó mổ em đó, đó. Nhưng mà nó không có chạy, nó không có bay ra, nó cứ ở vậy à. Ừ.
chắc nó diễn chứng sau á. Không phải đâu, tại vì là nó thân thiện với lại con người đó em. Yeah. Anh thấy có những con gà khác á, là mình tới cái nó thấy mình là nó nhảy, nó chạy mất luôn. Yeah. Nó la nữa. Còn con gà này á, là nhà em chăm sóc cho nó thân thiện với mình luôn á. Anh thích như vậy, anh thích là con vật nó thân thiện với lại con người á. Yeah. Phía này có một cái ngôi nhà, gà lang thang mời cả nhà thân thương đi vô trong nha. Cái chỗ đây có một cái lò bếp nè. Wow, nhìn cái lò mình thấy cổ quá cả nhà ơi. Đẹp quá. Họ có để đồ ở đây. Chỗ này là cái không gian á, là để những cái vật dụng. Son nồi chén bát họ rửa sạch sẽ, họ treo lên đây nè cả nhà. Đấy, cả nhà mình thấy gọn gàng không? Phía chỗ này là có con gà nữa nè. Con gà nó ấp ở đây nè. Nhìn vô trong cái ngôi nhà họ sống sạch sẽ, mình thấy nó thoải mái lắm cả nhà. Mát mẻ. Ít khi có những cái ngôi nhà mà sạch sẽ như thế này, chứ không phải nhà nào cũng giống như nhà nào. Gà lang thang đến cái ngôi nhà mà mình thấy bừa bộn quá là mình không có muốn đi vô nữa cả nhà. Dạ con chào chú. Dạ chú chào con. Dạ chú ơi, chú tên gì? Dạ chú tên B. Chú bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chú sinh năm 8. Sinh năm 58. Tối là chú ngủ ở đây hả? Dạ. Chú sống ở đây lâu chưa? Sống đây cũng vài chục năm rồi. Vài chục năm rồi. Ừ. Chú ăn sáng chưa? Dạ chưa ăn sáng đâu. Mỗi ngày là chú ăn sáng cái gì? Mỗi ngày ăn sáng là ăn lá xua đổ rồi dò ra là chấm muối ăn chứ gì đâu. Sao không nấu cơm ăn? Thì cơm thì nhiều lúc gạo nhiều thì mình nấu, lúc là hết gạo thì mình phải chịu ăn vậy chứ sao. Tại mình ở rừng núi xa xôi lắm con à, bây giờ không phải chú gần gũi làng xóm thì đợi chút xíu này ai đi qua lại, chứ mình đi đâu có được đâu, mình già rồi mà ngồi tại chỗ không. Chú có một cái ngôi nhà dưới làng phải không? Dạ chú có. Sao chú không về làng chú ở? Dạ chú thích ở làng mà này chú không có quen ở, tại vì hồi lúc mình còn nhỏ bé, cái con mình còn nhỏ, mình ở nhà ở làng để mà săn sóc dựng thầy thuốc thì đủ đó, bình quan nữa. Còn giờ mình già con cũng lớn hết rồi, bây giờ thôi mình ở đây đi, mình về nhà cũng vậy thôi, về nhà đâu có làm gì đâu, cũng đi rồi cũng về lại, nhưng mình đi ở nhà làm cái gì, ở đây ở rừng mất miệng chút xíu rồi. Rồi cái gì đó mình có con bò, có con nghé gì đó, hay là có con gà, con vịt thì mình cũng theo dõi nó đi, kiểm tra nó chứ. Vậy lên mà ở nhà để làm gì? Ở nhà cũng quen nhau chơi chứ làm gì đâu. Là chú ở trên này á, là chú trồng trọt chăn nuôi. Ở nhà thì không biết làm gì. Không biết làm gì đâu. Mình đâu có tuổi trẻ để làm mướn. Người ta tuổi trẻ sẽ chặt mía, chặt đùi làm được, mình đi làm đâu được đâu. Thấy chân đau đi cả nhót vậy đi làm gì? Cái chân của chú đau chỗ nào? Đau khúc này. Đau hai cái đường gương này. Mình đi phiên bên này cũng được đỡ. Đó mình đi thẳng vậy khi mình bước á được. Rồi mình khi mình dứt lên vậy cái cỡ ra này nó đau cái này. Nó khó đi. Đi nhiều lúc là thuốc có con cháu có mua một hai liều mình uống giảm đau á, mình đi được làm được. Bây giờ rồi nó có chuyện nó mà mua. Khổ quá. Rồi mỗi ngày chú ở đây á, là chú ăn cái gì? Cơm á, rồi có khi có cá khô ăn cá khô, có mắm thì ăn mắm, có thì ăn xì dầu bị bả cái gì đâu. Chú ơi, ở đây á, vào buổi tối á, nó tối thui à, rồi chú sử dụng ánh sáng như thế nào? Dạ, ánh sáng có đèn pin. Đèn pin hả? Ừ. Cho con coi đèn pin được không? Được. Thì chú bước lấy cho con coi. Nè, bên này. Chú thắp lên đi. Vậy. Cái bóng đâu?
nó xài cái bón đâu, cái này xài ấy á. Chân bên thông tắc hai khúc á, bây giờ mình cứ rồi cái đầu tinh hơ rồi mình cứ lấy cái đầu dây, lấy cái đèn pin thôi, cái đèn này còn sáng. Mình không có tiền để mua đèn pin luôn? Không có. Là nó chỉ sáng có nhiêu đây thôi à? Cả sáng nhiêu đây à, đủ mình làm thôi. Nhưng mà nằm á, mình không khéo, không để gì nằm riêng nằm đâu, mình để cửa đó, sợ mình đi ra, đi chiều rồi đó. Mình đi, có thấy cửa mình đi ra thôi. Còn tài sáng tăng, đó mà tài túi tăng mình cũng thua. Dạ, là mình để cho sáng để mình đi vệ sinh vào buổi tối thôi. Sợ sợ mình tùng cái cửa đó thôi. Cái cánh cửa sợ mình tùng đó thì mình bỏ đó, đi sáng mình đi ra, đi thẳng cái đèn đó, có cửa đi ra rồi. Dạ. Chú ơi, dạ. Con thấy chú sử dụng cái ánh sáng này con thương quá à. À, giờ biết làm sao, thì dùng bậy bạ chứ. Chú có sử dụng đèn dầu không? Không. Không có đèn dầu? Không có. Con tặng năng lượng mặt trời cho chú nha. Dạ, cảm ơn. Chú có thích không? Thích chứ. Con tặng cho chú á, là một cái năng lượng mặt trời để cho nó sáng hết cái ngôi nhà của chú luôn. Dạ. Là chú sử dụng trong thời gian từ 7 cho tới 10 năm luôn. Dạ. Là chú không cần phải sử dụng cái này nữa. Cái này là mình tốn tiền mua pin nữa. Thì con à, tốn mua pin thiệt. Tại vì mình đi mua thì dõi chừng, nếu mình câu cái này không á, dõi chừng một tháng nó mới hết. Còn á, mình mà cái sai cái mình sai suốt đi mà sai nó cái này nọ là nó hết liền à. Chứ mình có bao nhiêu ngày đó, sáng sáng vậy thôi, có gì đâu. Chú tắt đi để nó hết điện á. Chả cái chuyện nhỏ mà đó, kéo cái này ra đây. Thấy thương chú quá à. Chú đừng bỏ nha. Dạ dạ. Chú ơi, trong xô đó là gạo hả? Dạ. Còn nhiều gạo không? Còn ít nè. Cho con coi được không? Được chứ. Còn khoảng 2 kg gạo cả nhà. Mỗi lần mà chú đi mua gạo là chú mua mấy ký? Nhiều lúc nhiều, có tiền nhiều thì mua 5 kg, có tiền ít thì mua 2 kg, 3 kg ăn đỡ về thôi con. Dạ. Hôm nay con đến đây con gửi tặng cho chú là 20 kg gạo nha. Dạ. Để chú ăn. Dạ, cảm ơn con. Có ai mà lên đây tặng gạo cho gia đình mình không? Không. Không có? Không có. Con là lần đầu tiên. Dạ. Chú ơi, chú cho con hỏi là một câu hỏi tế nhị một chút nha. Dạ. Hiện tại bây giờ là chú có bao nhiêu tiền trong túi? Không có một đồng túi nữa kìa, đừng hắn nói. Nói thiệt không có đồng tiền con túi, mà chỉ có là nếu trường hợp mình có tiền á, có thể mình thay cái con bé này chạy lần đi mua một lần ăn cá tơ coi. Bây giờ mình không có tiền biết nó đi chi. Vậy khổ quá con à, khổ lắm. Là bao nhiêu lâu chú chưa có ăn cá tươi rồi? Cũng ăn, phải là không ăn, nhưng mà khoảng 5-10 bữa có một bữa ăn vậy, mà bây giờ mình ăn 20 bữa rồi không có ăn. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi, con đâu có làm tiền được đâu. Khổ vậy chứ. Không có 1.000 nào luôn? Không có. Nói chung là chú ở đây là chỉ có ăn là như cái con là để chặt mía, chặt đồ, đem gì ăn thôi. Còn mình đây, nếu mà con không về, ví dụ con bị... Còn hứa là mai con lên cho ba, mai bị mắc công chuyện, ví dụ người ta kêu lắm gì đó, rồi nó không lên thì mình đền phải cắt miếng lá sữa từ từ đó, mình luộc, bỏ muối tiêu ăn chứ gì đâu. Đó. Khổ quá. Chú ăn cây lá đâu đủ lâu chưa? Ui, ăn đủ đủ là có lâu lắm à. Bây giờ sao đủ trồng nhiều lắm, bây giờ bể đầu ăn hết à. Vô ăn nhé, bỏ muối rồi chân vô cơm ăn luôn. Là trồng nhiều quá rồi bỉ đầu ăn hết luôn. Bẻ ăn hết luôn, để ít cây thôi, chỉ nhiều. Dạ.
con thấy chú rất là dễ thương nè, vui vẻ nữa nè, và chú rất là thật thà luôn. À, vậy sao chứ con cái lên đây mình cũng lâu lâu rồi, con cái lên rồi cũng giúp đỡ chú bác rồi, con chú cũng cảm ơn rồi, con cảm ơn chú ơi. Chú cho con hỏi là chú có mong ước gì trong cuộc sống không? Có chứ, mong ước là cuộc sống sau này làm sao làm ăn là như người ta được. Bây giờ mình cứ ước mơ thiệt mà làm không được, bây giờ thử mình làm không có, mình phải chịu thua thôi. Ví dụ như là con ước làm mong này làm được, ước làm bác sĩ, ước làm y tá, ước làm tôn tá, đại tá, làm đâu trời không cho mình làm chuyện đó thì mình phải đành thôi, phải không? Số phận mình mà nó khác lắm. Hiện tại bây giờ là chú ước mơ là cái gì? Bây giờ hiện tại bây giờ cái ước mơ là cái cầu là mình có ít đồng tiền rồi mình chỉ kiếm sống qua ngày thôi. Chứ mình ước mơ gì nữa, mình già rồi mình cũng ước mơ, người ta cũng ước mơ, người ta ở nhà cao cứ rộng, mình đâu có làm được đây. Ước mơ cho cầu sống qua ngày được rồi, không biết ngày nào đây, tóc bạc răng rụng hết rồi làm gì nữa. Chỉ ước mơ là có gạo ăn để sống qua ngày thôi, sống qua ngày thôi. Mình sống ngày nào mình nhờ ngày đó mà. Họ nói rằng là thầy kêu nó dạ mà, mình biết ngày nào mà đi đây. Mình ước mơ gì nữa chứ, ước mơ có hụt ngọt thôi. Rồi chú ngủ ở đây á, trời mưa xuống á, nước nó có chảy vô nhà không? Không. Không có. Nó cũng chảy mà nó mưa gió thì nó tặc. Nó tặc vô mà không có gió thì cái dục cái gì cũng nhờ con cái làm á. Mình đâu có đâu, con cái sao ba sao nhà dục quá ba. Hỏi bà biết làm gì đây? Thì con phải rút đi chặt mía, phải rút tiền mía đó mua mấy miếng tôm làm mà được đỡ. Chứ mình hồi đó cái lục gió bây giờ nó cuốn rồi úp qua úp lẻo qua lại làm tay thôi. Nhưng mấy con quen ức hết à, cho có miếng tầm bạc nhỏ nhỏ đi tầm tụi nó vậy, còn mình thì chịu ước chứ làm gì hả. Bên này mới được cái thân phận một chút xíu. Con thấy phía sau lưng của chú á là những cái tấm tôn nó lủng lỗ hết rồi. À, tấm tôn đó lâu lắm rồi, mình lủng ở nhà, lúc nhà cô lặn á, rồi dỡ ra rồi thay cái tôn máy rồi bắt cái tôn này mình làm cái dắt này đó. Lúc đó là chặt cái ngọn cây đó nếp vô, mà sợ chị nhỏ nó chơi nữa là hơn nữa là sợ rắn rồi đó, lông bù lung tung á, mình dùng thấy chắc. Bên này mới có hạt thỉnh thoảng một chút xíu, không có gì mà bao, không có gì mà đẹp đẽ gì đâu, đủ chi mưa chi nắng. Cái nhà của chú á, rắn nó có bò vô không? Có chứ, nhiều lúc nó bò vô, chỉ có 5-10 khi đó, 1-2 tháng nó mới có, không phải có hoài đâu. Tại vì thế nhà chú á, thường xuyên chú quét cho sạch sẽ để mà sợ rắn đùa vô á, mình đi mình không thấy á, cái gì đó đùa dơ đùa đựng bó áo quần đen đựng bó vô đó, thì mình không ngờ đi mà mình tưởng là chắc áo mình rất á, mình giữ lên đồ nó tắp chết, ví dụ mình bỏ lên trên hết cái nó được cái sắt chắc này cái chán mình nó màu đen mà nó đang lật ngửa cắn ẩu lắm, làm chú là mấy phát à, 3 lần á, bệnh mình dám mà hết. Là chú phải luôn giữ cái ngôi nhà của mình là sạch sẽ. Ừ, thấy nữa giờ sẽ việc sẽ sạch sẽ cái gì lụm ra hết, đừng để vậy nó ngon. Hơn nữa là nhiều lúc là bạn bè vui chơi chú bác rồi bà con ở đâu xa á, rồi gì vui chơi nhà bạn bè cái thấy nhà mình rất không ai coi cho được đấy, mình thấy giống chút xíu. Con cảm ơn chú đã chia sẻ đến con và chia sẻ đến cả nhà mình. Khi mà con đến đây con thấy cái ngôi nhà của chú á, sạch sẽ, con thích nữa. Tại vì mình thấy mình sống cái cảnh thiên nhiên và cái ngôi nhà của mình sạch sẽ, mát mẻ, mình thấy rất là thoải mái. Em ơi. Dạ. Anh gửi cho em hai con cá thu ngừ nha. Dạ.
một con mình nấu bún, yeah. một con mình chiên mình để dành mình ăn, yeah. đó, gia vị đồ trong này nè. Rồi bây giờ em đợi em nấu bún luôn nha, nấu bún mình ăn bữa giờ ngon nha. Yeah. Có ớt rau đầy đủ. Đây là mình nấu bún nè. Yeah. Còn hộp đây là mình chiên nha. Dạ. Có vịt rau sống dưa leo. Rồi cái đây một ép bún kia. Dạ. Vậy cảm ơn anh. Cái lò này là em tự làm hay là ai làm? Dạ chồng em làm. Chồng em cũng sáng tạo quá ha. Dạ. Nhìn giống như cái ổ gà mối á em. Dạ. Nhìn đẹp quá. Đây là canh cua. Bông đu đủ, yeah. với lại bột gạo. Dạ. Yeah. Chưa bỏ bột. Cả nhà mình xem cái lò nè. Cái lò đẹp lắm cả nhà ơi, dễ thương lắm. Gà lang thang chưa thấy á, là người đồng bào nào mà làm cái lò này hết cả nhà. Cái lò cũ này nè. Nhìn dễ thương. Mình nhìn mình tưởng tượng giống như là những cái ụ gà mối cả nhà. Bằng đất á. Ở đây xung quanh đây á, có ai làm cái lò này không em? Dạ có. Có hả? Dạ, có người ta làm, có người thì người ta dùng đá để người ta kê nấu cơm. Nhưng mà anh thấy cái này tiện chứ? Dạ. Đẹp ha. Dạ. Là mình bỏ bột vô rồi mình khuấy lên mình ăn vậy thôi. Dạ. Chờ nó chín là mình ăn. Chờ nó chín bột là mình ăn. Đi ra phía bên ngoài cả nhà mình cũng thấy là họ có trồng cây ớt cây đồ này. Cây ớt chỗ đây cả nhà. Nhưng mà mùa nắng á, là nó khô, không biết là cây ớt có sống được hay không. Nhiều cây ớt lắm. Đất ở đây nhiều đá lắm. Phía bên này có một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ nữa. Ngôi nhà để sạch lắm. Dạ con chào cô. Chào con. Cô ơi, cô tên gì? Đình Hành. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Tuổi hôm cha mẹ xem không biết tuổi. Cha mẹ nói là con khỉ. Tuổi con khỉ. Tuổi con khỉ? Tuổi con khỉ. Mà con khỉ ở trên rừng hay là con khỉ dưới làng? Con khỉ trên rừng. Con khỉ trên rừng? Con khỉ có đuôi. Con khỉ có đuôi hả? Rồi sao con thấy con khỉ này nó không có đuôi? Con khỉ này khác. Dạ. Con khỉ nghe người ta nói là con khỉ có đuôi mà chẳng nói có đuôi chứ. Vậy là con khỉ này là cục đuôi rồi. Là cô không biết tuổi của mình là bao nhiêu hết? Không. Chỉ biết con khỉ thôi. Chỉ biết con tuổi con khỉ thôi. Biết mấy chục tuổi, chỉ là biết con khỉ. Cô ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Ở từ nhỏ tới lớn luôn hay sao cô? Ở từ nhỏ tới lớn luôn. Hay là cha mẹ đây đó là ở đó luôn. Là đất đây là của cha mẹ cho? Mà từ hay trồng phắc. Cái phắc y từ kim rừng phắc. Là cô với lại chú là tự khai hoang. Ừ. Dạ. Con thấy là gia đình của cô vui vẻ quá, hạnh phúc nữa. Cái con gì cắn hả cô? Con khích nè, nó ngứa. Ngứa hả? Cô ơi, ừ. cô ở đây thì cô làm gì để kiếm tiền được? Chỉ là đi lộn phân bò mới có tiền. Đâu có làm gì được. Không có đi làm gì được hết. Chỉ có hay là có phân là hốt. Hay có là được 5 bao hay là 10 bao đi xuống làng lấy tiền. Mua gạo là 2 ký, 3 ký rồi lên rễ. Ở đây chỉ biết lượm phân bò thôi. Ừ. Không có làm cái gì hết. Rồi mình có đi rừng bỉ măng đồ không? Không có đi được mà
mẹ con mang là mang không nở, té lên té xuống. Dạ. Vậy là đi lên rừng bị măng nhưng mà nặng quá, mang không nổi. Ừ, rồi tật cái chân là té. Dạ. Là chỉ biết đi lượm phân bò để kiếm ăn thôi. Ừ. Phân bò thì bán bao nhiêu một bao? 18. Một ngày cô lượm 5 bao không? Một ngày là cao nhất là 1.5 bao. Không có được 2 bao. Là đi lượm cả một ngày luôn mà được có 1.5 bao à? Ừ. Ăn rồi đi lại được 1.5 bao. Rồi bán cái số tiền đó là cô mua cái gì? Mua gạo, bột ngọt, là cá khô. Cái món ăn mà cô thường ăn ở trên khu vực rừng rẫy này là cô ăn cái gì ngày nào cũng ăn á? Rồi miếng bát, rồi chùm ngay, hay có tiền là mua cà 1 cái, 2 cái để tụng, rồi nấu canh bột. Ăn bậy bạ ăn vậy, có thịt đủ nữa, rồi mình tụng vô, ăn cho nó hơi đắng đắng. Cái canh mà cô nói là cái canh lộn xộn hả? Ừ. Canh lùng sụn, nấu canh bột đó, bỏ lùng sụn. Dạ. Cái canh đó là con thấy ở trên đây bà con mình nấu á, ăn rất là ngon, ăn bổ nữa. Ừ. Rồi ở đây tháng mưa á, phân bò không có lượm được thì cô đi làm gì để kiếm tiền được? Ở không. Ở không? Ừ. Phân bò đâu đi lượm, mưa trời nó nắng mà đi lộn. Cô thích trời nắng hay là trời mưa? Là tới mưa là thích mưa, hay là hết mưa là có nắng là mừng, tại mừng đi lộn phân. Là thích mưa với lại thích nắng luôn. Mưa quá mà không có phân là ngó phân lộn lỡ, đừng có mưa nữa, mai mốt nắng đi, cầu cho nắng đi, cho đi lùm phân nữa. Dạ. Một bao 18.000 mà cô nói á, là một ngày cô lượm được là 1.5 bao. Ừ. 1.5 bao là được 27.000. Ừ. 27.000 là mua 1 ký gạo. Ừ. Rồi mua bột ngọt. Đâu có tơ cá khô nữa. Có bao giờ mà cô đi chợ, xuống chợ mua thịt đồ ăn không? Con hay có con đi làm á, thì con có thì con đi mua. 5-10 bữa có một khi. Không có thôi là mua cà, mua gì lên, cải gì đó, nấu canh chua bậy bạ. Con thấy cô á, là con suy đoán cô tầm khoảng 30 kg à. Thiết ốm á hả? Là cần ký rồi, cần ký thử lần ký người ta cần bao nhiêu ký? Có 30. Có 30 kg à? Vậy là con đoán đúng luôn hả? Cô cho con hỏi một câu hỏi tế nhị một chút xíu nha. Ừ. Tại vì con muốn là hỏi bà con mình để con giúp cho bà con mình những thứ mà thiết thực nhất, những thứ mà bà con mình cần ở trên khu vực rừng rẫy này á. Như ở đây á, là cô đi vệ sinh á, đi cầu á. Ừ. Thì cô sử dụng như thế nào? Chắc cô thao tỏ. Là sao cô? Đi vệ sinh ngoài rừng à? Dạ. Đi vệ sinh ngoài rừng, ở rừng, ở rừng, ở núi nè. Rồi mình sử dụng như thế nào? Lá cây. Không, cô không có ngại gì hết. Con muốn là hỏi cô để con biết được là con giúp đỡ cho cô những thứ mà cô cần thiết nhất. Vì xin ở dưới lằn hay là trong rẫy? Ở trong rẫy đây nè. Vì xin đắm đi rẫy, đi đắm rừng đây. Rồi mình lấy cái gì để mình sử dụng? Lá cây gì đó, cái cây nhỏ nhỏ gì đó, bẻ lá cây, chùi.
Cô ơi, tại vì con lên đây con thấy bà con mình sử dụng lá cây với lại con xin lỗi cùi bắp á. Quên nói cùi bắp. Có cùi bắp không? Mùa bắp mà có cùi bắp. Mùa nắng thì lá cây. Hôm nay là con mang giấy vệ sinh á, là con lên con tặng cho gia đình của cô. Để gia đình cô đi vệ sinh á, là mình sử dụng giấy á, sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Nên con mới hỏi cuộc sống của bà con mình ở trên núi, để con biết được là con giúp đỡ cho bà con mình. Con xin lỗi cô nha. Cô ơi, cô có mong ước gì trong cuộc sống không? Mong ước chỉ cuộc sống là đồ ăn thôi, cơm gạo ăn thôi. Là chỉ như vậy thôi? Như vậy à? Là chỉ cần có cơm, có gạo ăn là đủ? Đủ. Nãy giờ nấu nước cả nhà, bây giờ bỏ cá vô. Một cái nồi này là quá trời cá luôn nè. Cái này là để chiên nha cả nhà, chiên ăn. Mình mua nhiều lắm. Em ơi, có bao giờ mà mua cá như thế này về chiên ăn chưa? Dạ chưa. Chưa có lần nào luôn? Dạ chưa. Cái chảo nhỏ quá nên là mình chiên 2 lần. Cả nhà mình thấy hấp dẫn không cả nhà? Nhìn ngon không? Ở ngoài đó là cái nhà gì vậy chú? Dạ, nhà lò than. Lò than hả? Ừ. Dạ. Là mình lấy cây đâu mà mình đốt than? Ồ, móc mấy cái con cốt họ làm hồi trước rồi đó. Móc bậy bạ chứ. Là người ta làm rẫy, người ta móc những cái gốc cây lên mình đốt than hả? À, ta móc ra rồi mình đi lụm cái gốc đó, mình tỉa mấy cái trắng đó rồi mình đút vô. Dạ. Làm bậy bạ chứ, đường xa đâu có đi được. Cái lò này mình chui vô được không chú? Dạ được. Y như là một cái nhà luôn. Nó rộng quá ha. Rộng. Dạ. Trời ơi, cả nhà mình xem nè. Cái này mình làm cái nhà ở được luôn đó chú. Được chứ. Tại vì mình, nếu mà lỡ có mưa mình ghé tấp vô đây cũng được mà. Đâu có dục đâu. Có sợ nó sập không? Không. Tại vì nó khô rồi, nó chín rồi. Tại vì mình đút lửa đây nó chín rồi. Cũng như mình nướng nó khô rồi, nó không rắc đâu. Là mình đốt lửa là nó cứng lắm rồi hả? Cứng lắm rồi. Dạ. Cái ngày đó mình đi bắt cái kè đó rồi cứ chui vô lò tăng ngủ không à. Rồi mưa á. Dạ em mưa anh đúng. Em ăn đi em. Mời cả nhà thân thương ăn bún nha. Ăn bún con. Dạ cô ăn đi cô. Cô ăn tự nhiên đừng có ngại. Hai mẹ con ăn cơm. Ăn bún nha chứ không phải ăn cơm nha. Bữa nay là trời mù, giống như là muốn mưa vậy cả nhà. Thấy sao em, ngon không? Ngon. Ngon không cô? Ngon. Cái bún này á, nhà của gà lang thang cũng lâu lâu mình làm một bữa cả nhà. Tại vì mình có thời gian thì mình làm mình ăn. Ăn cá vô chú, cá nhiều lắm. Cô ăn nhiều lên cô nha. Ăn.
Gà Lang Thang xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho bà con có một cái bữa ăn ngon nha. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Anh Tính và anh Hai Tí sẽ mang quà vô tặng cho gia đình. Em gái còn đang chiên cá. Gà thấy là chú có sử dụng một cái đèn pin nhỏ cả nhà, rất là thương. Nên Gà Lang Thang đã mang đèn năng lượng mặt trời lên để tặng cho bà con ở trên núi. Cô ơi, chú ơi, con tặng đèn năng lượng cho tối nay sáng nha. Gà Lang Thang xin phép quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trích cái số tiền quỹ là 1 triệu đồng để gửi tặng cho anh Tín và anh Hai Tí, để hai anh có tiền trang trải trong cuộc sống. Đây em gửi hai anh. Dạ con cảm ơn mạnh quân, chúc mạnh quân luôn sức khỏe và hạnh phúc. Dạ con cũng cảm ơn mạnh quân vì đã cho con số tiền này để trang trải cho cuộc sống. Xin chúc mạnh quân dồi dào sức khỏe, con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Giờ con sẽ mở cho cô chú coi đồ sáng cái này nè, rất là sáng nha. Rồi để lát nữa con sẽ kêu lên ha. Mấy anh em sẽ lắp ngay chỗ này nha cả nhà, để cho nó sáng ra cái bếp á. Sáng ra cái bếp để cho họ có thể là có ánh sáng để nấu ăn. Khi mà vào tháng mưa á, là mình chỉ nấu ở trong nhà thôi. Con gà nó có kêu cả nhà. Gà nó vô trong nhà, nó làm ổ trong nhà luôn. Gia đình không có tiền để làm cái chuồng gà. Nếu như mà có cái chuồng gà thì mình có thể làm chuồng gà cho nó ở ngoài chuồng gà. Còn cái này nó lên bếp nó nằm, rồi nó vô trong nhà nó nằm, nó để lung tung hết. Anh Hai khỏe anh Hai? xuống. Hạ xuống. Ở trên đó gần quá. Mình tay chân muốn đuối luôn. Từ nay về sau á là cả nhà sẽ có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời, sẽ có ánh sáng sáng hơn. Giờ mình cắm vô điện luôn. Dạ con sẽ chỉ cho cô chú sử dụng cái này. À, nút mở. Dạ. À, đây là nút tắt. Còn đây là nút tự động. Rồi con trao cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Bây giờ Gà Lang Thang sẽ trao cái món quà của các mạnh thường quân gửi tặng cho gia đình nha cả nhà thân thương. Ở đây á là Gà Lang Thang có mang là hai bao gạo nè, rồi cá khô ở đây, mì tôm nè, dầu ăn, mắm muối, đường một ngọt đầy đủ luôn, có cả giấy vệ sinh nữa nha cả nhà. Cái đây á là những cái món quà của các mạnh thường quân đã gửi về cho Gà Lang Thang. Gà Lang Thang đi trao tặng cho bà con nha. Con á là có 5 cái bàn chải đánh răng của chị Liên ở Sài Gòn gửi tặng cho gia đình của cô nha. Và có mấy cái khăn lau mặt nữa. Cảm ơn con. Đây là hai chai dầu gió nha, dầu gió xanh. Cái này là của chị Ca Thùy ở bên nước Mỹ á, là gửi về tặng cho bà con. Đây con gửi nha. Đây là 3 hũ dầu sao bóp nha cả nhà. Bóp tay bóp chân á. Chú ơi, chú có bị đau chân không? Có bị đau chân ha. Là cô cũng bị. Còn em có bị không em? Dạ không, em chỉ bị nhấc tay đi chặt mía thôi. Ừ, vậy là đau cái cổ tay phải không?
Đây, ba người ba hũ. Cái này á là chú bóp cái chỗ đau đau á, mình xoa một lớp mỏng thôi nha. Tại vì nó rất là nóng luôn. Cái này cô nha. Cái này cô em. Em cảm ơn. Cái món quà này á là anh muốn chia sẻ với em á. Gà Lang Thang đã tìm hiểu là em là sống chung với lại ba mẹ luôn, nên Gà Lang Thang là tặng cho em với lại ba mẹ nha cả nhà. Là sống chung với nhau, là sử dụng tất cả mọi thứ như là trong bếp núc á, là sử dụng chung luôn, ăn uống cũng ăn uống chung, nên Gà Lang Thang gửi tặng cho gia đình hết luôn nha. Đây là băng keo cá nhân nha cô nha. Dạ. Còn cái đây á là thuốc sốt dành cho người lớn, khi mà cô chú có bị sốt đau đầu rồi đó, là mình bỏ vô trong nước. Cái này là viên sủi á. Đây con gỡ ra cho coi luôn. Này là viên sủi nè. Mình bỏ một viên vô trong nước chờ nó tan ra, rồi mình uống một viên. Nhớ ăn no mới uống nha. Một ngày uống 3 viên. Dạ. Đây con gửi cho chú cầm nha. Cảm ơn. Còn đây là bông gòn. Bông gòn với lại thuốc thuốc sát trùng nha. Nếu như mà mình có bị có vết thương thì mình thoa lên. Đây gửi. Cảm ơn. Cái này á, là dầu diêm son nè. Dầu diêm son là của chị Hoa ở An Giang, gửi tặng cho bà con ở trên núi nha. Cái này là mình hít rất là tốt cho sức khỏe luôn cả nhà. Đây con mở ra nha. Cô hít thử đi. Đó, cô thấy thích không? Đây, cho cô một cái. Mở ra cho chú hết một cái. Chú cầm luôn chú. Đây cô em. Cảm ơn. Hết á thì con mang lên con gửi tặng nữa nha. Dạ. Còn cái đây là kim chỉ nha cả nhà, màu trắng màu đen, bên trong có 5 cây kim lỗ to. Mình sử dụng cái kim lỗ to là để cho những người lớn tuổi á, mắt họ kém, họ sử dụng là mình xỏ vô cho nó dễ nha cả nhà. Con gửi nha. Cảm ơn cô. Dạ. À đây còn chai nữa nè. Còn chai dầu diêm son nữa. Và ở đây có 2 cái bình nước nha cả nhà. Bình nước là để đựng đựng nước ở dưới làng, mang lên trên trên núi là uống. Hồi nãy á, là con có hỏi cô, là cô nói cô chia sẻ là bà con mình ở trên đây á là sử dụng lá cây. Đúng không cô? Có phải vậy không em? Dạ phải. Lá cây với lại cùi bắp. Dạ. Mùa mưa á là lá cây nó ra đó cả nhà, thì mình có lá cây để mình sử dụng. Còn mùa nắng á là không có lá cây thì mình sử dụng cái cùi bắp đó cả nhà. Là mình để dành cái cùi bắp phải không cô? Ừ. Đây, con hứa con tặng cho gia đình mình là giấy vệ sinh cho sạch sẽ nha. Cảm ơn con. Dạ. Ở đây là có cái võng. Cái võng này là cái võng mùng. Khi mà mình nằm á là mình không có sợ con rắn nè, hay là con mũi nó chích mình, mà con rắn nó vô nó cắn mình nữa. Đây, con sẽ hướng dẫn cho gia đình mình sử dụng nha. Ở bên trong nó có một cái mùng đẹp lắm. Tặng cho cô. Cô chú hay là con cái gì sử dụng chung hết nha. 2 cái rổ. 1 cái. 2 cái thau. 2 cái thau mắt. Đây cái mũ nè, cái mũ này là cái mũ đi chăn bò nè. Của dì ba ở Long An. Bây giờ con đậu lên cho chú một cái nha. Đó. Lang gà lang thang thì cầm có 2 cái thôi, 2 cái mũ thôi. Mình ưu tiên cho những người lớn tuổi. Đây. Đi lượm phân. Dạ đi lượm phân. Đi lượm phân là nắng khỏi nắng mát. Một cái mâm nha em. Cái hũ này á, là để đựng muối, đường, bột ngọt. Cái ca múc nước nè. Cái này để làm gì chú? Không biết. Cái này để thổi lửa nè. Thổi lửa. Không biết. Đây, trong đây có 2 cái mền ấm lắm nè. Đây, cô sờ thử đi. Đó. Tặng luôn. Mình có nữa. Mình đã đau có. Ấm. Cái gì đây chú? Không biết. Không biết luôn hả? Đây là cái bình thủy nha. Bình thủy để
mình đựng nước nè, chế mì tôm này, nấu nước trà uống. Đấy, đẹp chưa cô? Đẹp. Cảm ơn. Rồi, cái này á là tặng cho cô chú son nồi mới làm kỷ niệm nha. Để sau này mà thấy cái son này là nhớ tới con gà lang thang nha. Nhớ các mạnh thường quân đã tặng cho mình nha. Cảm ơn. Lòng cháo. Cái này là lòng cháo. Cảm ơn. Bình đá. Cái thớt nè, cái thớt để chặt cá thịt nè. Cắt rau. Cái này để làm gì đây cô? Kẹp lửa. Kẹp lửa đúng rồi. Ai đoán đúng là người đó sẽ được quà nha. Còn cái này cái gì? Cái cối. Cái cối. À, vậy là chú đúng trước rồi. Đây tặng cho chú. Còn cái đây. Cái dao, cái kéo. Rồi, của cô. Còn cái này. Cái dao. Rồi, của cô đoán đúng. Hai cái ca. Chén. Có chén ăn. Có đũa nè. Còn cái này là cái gì? Thau ốc cấp. Không biết hả? Ừ. Cái này là dán ruồi. Ừ. Dán ruồi. Bữa nào như bạn nhỉ? Chà son. Rửa son. Ừ. Dạ đúng rồi. Hai cái tô. Cái này là rửa chén. Ừ. Giặt đồ. Đây, muỗng ăn cơm. Dạ. Đẹp luôn. Đẹp nhất luôn. Cái xô này để đựng gạo nha. Dạ, con để đây luôn. Đây, cái này nè. Cái này cho cô chú đi chăn bò nè. Cái gì đây cô? Đồ đằng cơm, đằng canh. Đúng rồi, chính xác. Thêm một cái giỏng nữa. Dạ. Rồi. Quá nhiều đồ luôn. Còn hai cái thùng này đựng nước nữa nha. Còn để đây luôn nha. Để đây luôn. Đây là những cái món quà yêu thương của các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho gia đình là cô chú với lại em. Thì mình sử dụng chung với nhau nha. Sau đây thì Gà Lang Thang xin phép đọc tên của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho gia đình có cái món quà rất là ý nghĩa trong cuộc sống. Cảm ơn cô chú Nhân Tâm ở bên nước Mỹ là 1.000.000 đồng. Gà Lang Thang đã mua hai cái phần quà này nè. Cảm ơn anh Phương Khai Trí ở Đà Nẵng là gửi tặng cho gia đình là một cái đèn năng lượng mặt trời cộng với là cá cơm khô để cho gia đình mình là bứt cái rau rừng ăn cá cơm khô. Dạ. Cảm ơn bà Liên và bà Hân ở bên Canada. Dạ. Là gửi tặng cho gia đình mình là 8.950.000 đồng. Cảm ơn cô Yến Quảng Ngãi là 3.000.000 đồng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Mỹ Duyên là 1.000.000. Cảm ơn cô Diệu Hà ở bên nước Úc là 1.000.000. Tổng số tiền là 15.950.000. Gà Lang Thang đã mua là son nồi chén bát, những cái vật dụng là hết 1.305.000. Mua hai phần quà là 1.000.000. Một cái đèn năng lượng mặt trời cộng với một ký cá cơm khô là 1.000.000. Hai cái mền là 260.000. Hai cái võng là 400.000. Mua cá cộng rau bún là 230.000 đồng. Gửi tặng cho anh Tính và anh Hai Tí là 1.000.000. Mua giấy vệ sinh là 45.000. Mua thuốc băng gạc, thuốc sát khuẩn đã cả nhà là 93.000. Tổng số tiền là 5.333.000 đồng. Gà Lang Thang lấy 15.950.000 của các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho bà con. Trừ cho 5.333.000 thì vẫn còn lại là 10.617.000 đồng. Thì Gà Lang Thang muốn là gửi cho cô với lại chú là 5.617.000 đồng. Và gửi cho em là 5.000.000 đồng. Cái số tiền này á thì con gửi cho cô để cô mua con gà cô nuôi nha.
bữa sau á con sẽ quay trở lại đây để thăm gia đình của mình nữa. Và con muốn là hỗ trợ cho gia đình, để gia đình mình á là có kinh tế, mình chăn nuôi để mình phát triển, là cuộc sống của mình sẽ vượt qua khó khăn nha. Bây giờ con gửi cho cô là 5.617.000 đồng và gửi cho em 5 triệu nha em nha. Đây gà lăng thang đếm nha. 500, 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu, 2.5 triệu, 3 triệu, 3.5 triệu, 4 triệu, 4.5 triệu, 5 triệu. Đây, anh gửi cho em trước nha. Dạ, em cảm ơn anh. 500, 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu, 2.5 triệu, 3 triệu, 3.5 triệu, 4 triệu, 4.5 triệu, 5 triệu, 5.5 triệu, 5 triệu 6. Cái này là 16.000 đồng nha cả nhà. Đây. 17.000 cả nhà, 17.000, gà nói nhầm. Con gửi cho cô nha. Cảm ơn con. Dạ. Hôm nay là cô có vui không? Vui. Cô ơi, cô gửi cho chú cái tiền lễ này nè, để chú cầm mà chú vui nè. Con gửi cho chú. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Hôm nay là chú với lại cô có vui không? Bữa nay là vui nhất. Dạ. Ăn là cả gia đình luôn. Dạ. Cả con cả gì ăn luôn một nhà mà vui bữa nay. Dạ. Là bữa nay được ăn ngon nè, được có quà nè, có nên tiền nữa. Có quà nè, có tiền nè mà ăn ngon nữa nè. Dạ. Chị bữa nay là con nghĩ đây con cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Làm sao rồi chú lại khóc? Không có đâu. Đôi mắt mình hay nhắm nhắm lại đau. Đau mắt hả? Đau mắt mà con thấy khóc ướt mắt hết trơn à. Cô ơi, cô mua con gà để nuôi nha. Dạ. Bữa sau là con muốn quay trở lại đây để coi con gà của mình nữa nha. Dạ, em cũng vậy nha em nha. Cái này á là gà lang thang nói luôn cả nhà, là cái này là sử dụng chung nha em nha. Dạ. Em có vui không? Dạ vui. Ừ, phải cố gắng lên nha. Bữa sau thì gà lang thang sẽ trở lại thăm gia đình nữa nha. Một lần nữa cảm ơn cả nhà thân thương đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Gà lang thang chỉ biết kính chúc cho cả nhà thân thương thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Bây giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu như cả nhà thân thương yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like nha. Và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo, ủng hộ cho gà lang thang nha. Gia đình của mình bye bye cả nhà nha. Bye bye.